Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Giang, chủ tịch hội Nhật Bản Phê đường Việt Nam và chủ tọa của buổi semi hôm nay, kính thưa toàn thể các đồng nghiệp, hôm nay tôi xin được trình bày một cái vấn đề tương đối kinh điển nhưng mà cũng có cập nhật, đó là biến chứng tim ở bệnh nhân Bazardo. Như vậy chúng ta biết là bệnh Bazardo là một cái bệnh gọi chúng ta hay tiếng Anh gọi là gray đó, đây là bệnh từ miệng với những cái kháng thể nó tác động trên cái thủ thể TH ở tế bào tuyến giáp làm phóng thích rất nhiều hormone, và sự phóng thích này không được kiềm hãm, chính vì vậy TH thường thường là bị giảm. Và chúng ta biết khi mà chúng ta làm một bi lăng về cái hormone giáp trong cái bệnh lý Bazardo thì thường thường chúng ta hay quên cái nồng độ của FT3. Đây là cái điều mà hết sức lưu ý. Ở đây tôi xin nhắc lại, chúng ta thường thường chúng ta làm FT4 và FT3 TH và không bao giờ làm cái FT3. Đây là một cái điều mà rất là thiếu sót để khi nói đến vấn đề này. Và chúng ta biết là hormone giáp là thường thường nó có hai dạng, đó là T4 và T3. Và T4 và T3 được phóng thích ra, khi ra bên ngoài nó sẽ được chuyển đổi dưới dạng gọi là FT4 và FT3. Và chính FT3 này là hormone của tuyến giáp. Tôi nhắc lại, FT3 là hormone tuyến giáp vì thụ thể của hormone giáp là chỉ có tiếp nhận T3. Và thường thường chúng ta hay đề chữ T3 này, nhưng mà anh chị phải nhớ rằng đây là một cái T3 tự do, nó tác động vào thụ thể. Và khi T4 mà muốn có hiệu quả thì nó phải biến thành T3 và RT3. Như vậy là tôi nhắc lại, vì hồi nữa trong đáp án của chúng ta, hormone giáp chính là FT3. Ở đây là cái để lưu ý anh chị. Và khi FT3 là tác động vào trong cái các tế bào, đặc biệt là tế bào cơ tim, thì chúng ta có hai dạng, một loại là theo gen và một loại không theo gen. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái T3 này, chúng ta biết T3 nhưng thực sự đó là FT3, nó tác động vào nhân tế bào, thụ thể nhân tế bào, và đồng thời tác động trên màng tế bào. Và như vậy là nó sẽ liên quan đến cái actin myosin và liên quan đến cái chuyển hóa ở trong nhân tế bào. Và đây cái điều này chúng ta hết sức lưu ý điều này. Một vấn đề nữa là cái hormone giáp, nó tế bào này nó sẽ làm tăng co bóp cơ tim, tăng trình diện các protein cơ tim, tăng số lượng thụ thể beta. Đây là cái điều hết sức quan trọng. Và đặc biệt nam giới người ta thấy cái số lượng thụ thể beta rất là nhiều. Đây là một cái điều mà chính vì vậy là tại sao ở những người nam giới khi bị nhiễm độc giáp thì nhịp tim rất nhanh, huyết áp rất cao và tăng phóng thích canxi từ hợp bằng tầng vào, tăng hoạt động các bơm natri kali, tăng tính thấm tế bào, giảm thư giãn cơ tim, vân vân. Và bên cạnh đó, trên hệ thống ngoài biên thì chúng ta thấy là nó làm tăng kích thích erythropoietin, tăng hoạt hóa thụ thể renin tân sinh, và cuối cùng và nó đi, nó tăng tạo NO, tăng giãn mạch tại chỗ. Đây là những cái mà chúng ta thấy là trong cái hormone giáp tác dụng rất đa dạng trên tim. Ở đây. Và chính vì vậy khi mà nói đến cái bệnh Bazardo thì người ta liên tưởng đến nhiễm độc giáp, mà khi nhiên liên tưởng đến độc giáp đó thì người ta liên tưởng đến biến chứng tim. Và biến chứng tim sẽ như thế nào? Thì như anh chị thấy ở trên lâm sàng của chúng ta thì biến chứng tim thì anh chị đã thấy rồi, bệnh nhân than phiền, mệt, không chịu nóng được, khó thở gắng sức, đó là nhịp tim nhanh, vân vân. Nhưng như vậy đây là cái dấu hiệu mà thông thường. Và đặc biệt là trên điện tâm đồ thì chúng ta thấy nhiều nhất đó là chính nhịp nhanh xoang. Nhịp nhanh xoang là tỷ lệ cao nhất. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có tỷ lệ rung nhị, rồi ngoài tâm thu, flutter nhị, kịch phạt trên thất, và có một số triệu chứng khác. Nhưng mà chủ yếu chúng ta thấy là rối loạn nhịp, trong đó là nhịp nhanh xoang, rung nhị. Và đây là những cái chúng ta thấy lưu ý. Và cái cơ chế bệnh sinh có như thế nào? Là vì ông hormone giáp này nó tác động độc tính trên cơ tim, tăng co bóp, tăng phì đại, nhị đại và thất đại, nhị phải và thất đại, tăng nhạy cảm về thần kinh, giảm kali nội bào là thay đổi phản ứng thành mạch. Và chính cái giảm kali nội bào thì thường thường làm cho bệnh nhân hay có cái triệu chứng yếu cơ. Và chúng ta thấy đây là một cái mà chúng ta thường thường ít khi chú ý. Và đây là nó ảnh hưởng trên cái tim. Và
Bên cạnh đó thì ngoài ra cái yếu tố nhiễm độc giáp ra thì một số yếu tố đi kèm là quan trọng như cái tuổi lớn, đó là bệnh tim thiếu máu cục bộ, có bệnh tim từ trước, nam giới có bệnh lý van tim. Thì người ta nhận thấy hiện nay có một số yếu tố mới, đó là béo phì, bệnh thận mạng, là tăng men gan, tăng CRP, là tần số tim cao. Đây là những cái yếu tố thuận lợi cho những cái rối loạn nhịp tim. Bên cạnh đó thì người ta thấy cái vấn đề thứ hai mà chúng ta ít quan tâm, đó là tăng áp động mạch phổi. Rối loạn nhịp tim xong thì chúng ta thấy có tình trạng tăng áp động mạch phổi, và người ta thấy là gì, tức là tỷ lệ cũng khá cao, như vậy từ 39-41%. Và phần lớn thì chúng ta thấy bệnh nhân thì giảm thất phải. Là vì sao như thế? Là vì lưu lượng máu tuần hoàn về quá nhiều làm cho thất phải giảm. Và chính vì chúng ta thường thường hay có cái tăng áp phổi. Và người ta nhận thấy sau khi điều trị bệnh giảm thì tỷ lệ giảm áp lực bệnh phổi vẫn còn tồn tại 16%. Nên như đây là vâng, đây là cái điều mà chính điều này thì cho chúng ta thấy là chúng ta cần chẩn đoán sớm, điều trị sớm thì những cái hiện tượng tăng áp phổi này sẽ là giải quyết được, thoái biến. Và đây chúng ta đây là một hình ảnh mà gợi ý là ngoài cái tăng áp phổi ra thì chúng ta thấy cái rối loạn chức năng tâm trương, sóng ơ sóng a như vậy đó, bình thường sóng ơ rồi cao hơn sóng a thì bây giờ nó hai cái gần bằng nhau. Thì đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý trong cái quá trình. Một cái nữa thì chúng ta cùng ý để ý, đó là tăng huyết áp động mạch. Như hồi nãy tôi đã trình bày, trong bệnh nhân của bệnh nhân Bazedo thì hay có tăng huyết áp động mạch, nhưng mà cái này nó liên quan đến vai trò của cái erythropoietin, vai trò của đường angiotensin, và chủ yếu là tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Đây là cái chúng ta lưu. Và cũng là rất là may mắn, với nó liên quan đến hormone giáp, thì chính vì vậy khi mà chúng ta điều trị cường giáp sử dụng các thuốc ITFTA thì làm đó làm cho huyết áp giảm và tình trạng rối loạn nhịp nó được cải thiện. Một cái vấn đề nữa chúng ta cần lưu ý khi chúng ta khám lâm sàng, thấy người bệnh có bệnh lý lồi mắt, đây là cái hết sức quan trọng, thì chúng ta nhớ cái tổn thương của lồi mắt này và tổn thương ở các van tim là giống nhau. Chính vì vậy người ta thấy có một số bệnh lý van tim trên bệnh nhân ba giờ đâu mà hầu như chúng ta ít khi để ý, mà chính cái cương giáp càng nặng, nhiễm độc giáp càng nặng thì dẫn đến tình trạng sa van. Đây là cái mà chúng ta cần lưu ý. Tình trạng sa van hai lá trên bệnh nhân ba giờ đâu thì chúng ta phải chú ý cho những bệnh nhân có tổn thương mắt. Như vậy những bệnh nhân nào có tổn thương mắt thì chúng ta phải đề nghị bệnh nhân phải siêu âm van hai lá và van ba lá, vì đây là những cái bệnh lý, những cái tổn thương tim mà chúng ta hầu như chúng ta bị lãng quên. Đây là chúng tôi lưu ý. Và hình ảnh này là những hình ảnh cho thấy sa van hai lá, và nếu sa van thì bệnh nhân có thể đột tử, có thể gây bị đột tử. Đây là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra thì nếu có thể phát hiện hở van hai lá, như vậy trong cái bệnh nguyên của trong cái triệu chứng học của cái tim mạch học thì chúng ta phải đưa thêm một cái nữa, nguyên nhân hở van hai lá do bệnh Bazedo, bệnh sa van tim cũng là Bazedo vào trong cái thông tin của triệu chứng học. Đây là những điều chúng ta cần lưu ý. Và một điều đặc biệt là nếu chúng ta điều trị sớm tình trạng hở van này nó có thể hồi phục trở lại, và đây là cái mà điều hết sức lưu ý chúng ta. Như vậy một lần nữa thì cho thấy bên cạnh siêu âm cường giáp ra, chúng ta đừng quên siêu âm tim cho những bệnh nhân bị Bazedo. Một vấn đề khác là vấn đề huyết khối. Chúng ta ở bệnh nhân Bazedo nó bị huyết khối nó có khác. Ngoài cái rung nhĩ ra thì ngay bản thân bệnh Bazedo nó đã tự tăng tạo huyết khối rồi. Thế như vậy chúng ta thấy cái vai trò của cái hormone giáp với huyết khối hết sức quan trọng. Và không phải chờ đợi đến bệnh nhân rung nhĩ, mà do đây là do hậu quả của rối loạn chức năng nội mạc, đó là tăng những yếu tố đông máu thì làm cho bệnh nhân có thể là làm cho bệnh nhân có thể là gây rối loạn về đông máu. Và người ta nhận thấy rằng ngay từ giai đoạn nhiễm độc giáp lâm sàng cũng đã có hiện tượng này, và người ta đã thấy là tăng cái nồng độ phytoestrogen. Như vậy chúng ta thấy vai trò của nhà nội tiết đứng trước một trường hợp bệnh nhân ba giờ đâu không phải chỉ dừng lại ở tuyến giáp, phải dừng lại ở ngoài tuyến giáp, mà cái cơ quan đầu tiên chúng ta đừng quên đó là cơ quan tim. Ở đây là cái lưu ý. Và một biến chứng nữa đó là vấn đề suy tim. Trong cái suy tim của bệnh nhân ba giờ đâu thì thường thường chúng ta có hai dạng suy tim. Một dạng suy tim trong giai đoạn sớm đó là suy tim của tăng cung lượng, và một giai đoạn sau nữa là suy tim giảm cung lượng. Như vậy là khi mà mới bắt đầu thì chúng ta thấy tim đang còn hoạt động tốt, cơ tim hoạt động tốt,
thì như vậy chủ yếu tăng tâm thu, tăng tần số tim thì như vậy nó là tăng huyết áp tâm thu. Nhưng mà về lâu về dài thì như vậy chúng ta thấy là tình trạng là cơ tim bị suy kiệt, cơ tim bị giảm co bóp, thì như vậy dẫn đến suy tim giảm khối lượng, thì đây là nó đưa đến một tình trạng như là bệnh cơ tim của nhịp độc giáp hay bệnh cơ tim 3 giờ độ. Ở đây là lưu ý. Và lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu phân xuất tổ máu giảm. Ở đây thì thường thầy Nguyễn Anh Vũ thì thường trong những năm trước đây thì hay phù hợp với chúng tôi khảo sát về vấn đề biến chứng tim mạch trên bệnh nhân 3 giờ độ, thì thầy Vũ đã thấy tim lúc nào tim tăng động thì đó là suy tim của tăng phân xuất tổ máu, là phân bảo tồn phía ơ ép nó rất là cao, nhưng mà bắt đầu nó ơ ép bắt đầu giảm thì như vậy đây bắt đầu suy một cái bệnh lý cơ tim giảm. Thì đây là điều chúng ta thấy rất lưu ý. Và giữa hai cái giai đoạn này, vấn đề sử dụng thuốc tim mạch có khác nhau. Tăng cung lượng thì điều trị khác, mà giảm cung lượng có thể điều trị khác. Mà trong nửa khi mà giới thiệu qua một số cái ca lâm sàng thì tôi sẽ lưu ý đến đây anh chị. Và chúng ta nhận thấy là gì? Chúng ta không có điều kiện chụp chụp siêu âm tim thì chúng ta nên chụp X-quang. Và chúng ta những người nào mà tăng cung lượng thì chỉ số tim lồng ngực này bình thường, mà những người giảm cung lượng thì chỉ số tim lồng ngực rất là cao. Ở đây và đồng thời chúng ta sẽ có một cái nữa là gì, hình ảnh hẹp hai lá dạ, tức là cống đồng cung đồng mật phổi nó nới rộng ra, thì đây là những cái mà để chúng ta là cần lưu ý trong trường bệnh nhân 3 giờ độ. Và liên quan đến một số phi đài thì như vậy chúng ta thấy là vấn đề tuổi nam giới, hồi nãy tôi đã trình bày thời gian mắc bệnh, tăng huyết áp tâm thu và một số bệnh tim mắc phải. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân vào tháng 3, bệnh nhân đến như thế này, nhưng mà không điều trị anh chị, đến tháng 11 nó tim nó phi đại như thế này, anh chị thấy này. Và có rất nhiều bệnh nhân là sẽ đưa đến một tình trạng tràn dịch màng ngoài tim rất là nặng nề, mà nếu chúng ta chú ý đến trường giáp thì không, chúng ta không phải là quan tâm về các thuốc tim mạch nhiều. Thì đây là những hình ảnh mà tôi lưu ý cho anh chị. Và đồng thời chúng ta thể thấy cái hình ảnh siêu âm tim, và đặc biệt là rối loạn chức năng tâm trường là cái đầu tiên cho những bệnh nhân cường giảm. Và đây là giai đoạn sau thì bệnh nhân bắt đầu có phân xuất tổ máu giảm. Ở đây là lưu ý anh chị. Và chính vì vậy người ở giai đoạn cuối của bệnh nhân 3 giờ đầu thì có một cái tên bệnh gọi là bệnh cơ tim nhiễm độc giáp. Đây là một cái tổn thương mà mới chỉ được đưa trong cái guideline trong những năm gần đây. Nó liên quan đến rối loạn tạo năng lượng tế bào cơ tim, rối loạn chuyển hóa nội bào, và cuối cùng là rối loạn chức năng co bóp của cơ tim. Trong cái này người ta tiêm chia làm 3 giai đoạn. Như hồi nãy là tôi đã nói trình bày như thầy Vũ hay trình bày đấy, đó là tim tăng động, rồi tim hoạt động bình thường, rồi đến tim giảm động. Thế như vậy chúng ta sẽ có 3 giai đoạn của bệnh cơ tim này, và bắt đầu bằng cái phân xuất tổ máu tăng, và chúng ta thấy là rối loạn chức năng tâm trường. Đây là cái lưu ý. Và đây là những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, đó là dùng rối loạn chức năng tâm thu thất trái, rối loạn chức năng tâm trường, tăng chức năng tâm thu, tăng tâm trường, chỉ số khối thất trái. Như vậy anh chị hết sức lưu ý và bề dày bắt tương đối, thì đây là những cái tiêu chí nó liên quan đến khi chúng ta chẩn đoán cái bệnh cơ tim. Và ngoài ra thì chúng ta thấy xà hình cơ tim, thì như vậy chúng ta thấy là có tình trạng trao đổi chất và cơ tim có thể lan tỏa giảm hoạt động. Thì đây là những hình ảnh mà chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì có những cái thể người ta gọi là thể là có thắt mạch vành. Ở đây anh chị thấy có những thể, và gần đây nhất người ta thấy thêm một cái thể nữa là gọi là viêm cơ tim từ biệt nằm trong bệnh cảnh của bệnh nhân 3 giờ độ. Thì đây nó liên quan đến vai trò từ biệt, thì ở những bệnh nhân này người ta sử dụng corticoid thì bệnh nhân sẽ có hiệu quả. Thế như vậy chúng ta thấy là nó đa dạng, nó có thêm cái bệnh vặt vành, có thắt mạch vành, rồi có thêm bệnh cơ tim từ miệng nữa. Thế đây là những cái chúng ta cần lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ điều trị sẽ như thế nào? Đầu tiên là thuốc kháng giáp tổng hợp. Thế như vậy ở đây thì chúng ta nhận thấy có rất nhiều loại thuốc kháng giáp tổng hợp, nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng cho nhóm uracil hơn là nhóm metimazole. Thế đây là khi có tim mạch thì người ta ưu tiên. Và đồng thời thì người ta thấy là rất nhiều cái cơ chế tác dụng, nhưng mà khi mà sử dụng này, cái tác dụng ngoài tác dụng ức chế tổng hợp thì có vấn đề tác dụng là ức chế biến đổi ngoài biên T4 thành T3, thì vai trò của P2 hết sức quan trọng. Đây là lưu ý. Và khi sử dụng thuốc thì anh chị hết sức lưu ý
Và chúng ta thường thường khi chúng ta dùng metimazole thì chúng ta chia nhiều liều không đúng. Nhưng mà chúng ta dùng P2U thì chúng ta phải sử dụng nhiều liều. Thời gian gần đây thì người ta thấy cái vai trò của P2U là chỉ được sử dụng trong quý 1 của mang thai. Còn tất cả trường hợp đều dùng metimazole. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân có tim mạch, đặc biệt là có những biến chứng của tim mạch và đặc biệt là suy tim cấp vân vân, thì vai trò của thuốc kháng giáp người ta vẫn ưu tiên cho nhóm P2U. Đây là cái điều hết sức lưu ý anh chị. Mặc dù chúng ta thấy cái vai trò nó có ảnh hưởng trên viêm gan vân vân, nhưng mà vì trong tức thời để ức chế một phần cái tác dụng đó thì chúng ta T4 thành T3 thì người ta vẫn chọn cái nhóm P2U. Và cái khuyến cáo gần đây nhất thì người bắt đầu người ta vẫn là sử dụng điều trị kháng giáp thì bằng metimazole và tiếp tục theo dõi từ 18 đến 36 tháng. Thì đây là cái điểm rồi. Tuy nhiên, có một điều là nhiều khi chúng ta thấy bệnh nhân tim mạch nồng độ quá cao, chúng ta cho liều kháng giáp rất cao, thì vô tình chúng ta đã làm giảm cái FT3 này. Và anh chị nhớ khi T3 mà càng giảm chừng nào, thì nguy cơ suy tim càng cao. Đây là cái điều lưu ý. Tôi khuyến cáo các anh chị, chúng ta quên cái T3. Chúng ta cứ điều trị T4 sử dụng chiều rất cao. Nhưng mà khi T3 giảm xuống thì phân số cầu máu, anh chị thấy chưa? Nếu nồng độ T3 giảm dưới 1,2 thì phân số cầu máu sẽ nguy cơ. Đấy, thế định. Đây là những cái điều mà anh chị quán quá trên điều trị trên bệnh nhân suy tim thì chúng ta phải nhớ cái con số nồng độ T3 đạt được mức độ nào đó cho an toàn. Đó là phải nằm trên 1,2. Thì đây là những cái lưu ý anh chị trong quá trình chúng ta điều trị ở cái ống hút giáp. Ngoài ra nữa, mặc dù bệnh nhân sẽ có những chỉ định giống như phẫu thuật hoặc là điều trị phóng xạ, thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân có tim mạch thì khi điều trị phẫu thuật thì nguy cơ chu phẫu rất là cao. Thế nên là bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới sử dụng. Ngoài ra, khi mà trước đây thì chúng tôi thấy là cứ một lần bệnh nhân có biến chứng chúng ta hay điều trị Y-5-1 vì nó an toàn. Nhưng mà trong thực tế, nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt thì khi đưa phóng xạ vào nó gây tình trạng viêm giáp và phóng thích ra một số lượng ốc bô rất lớn, có thể gây những tai biến tim mạch. Thế đây là cái điều mà chúng ta trong quá trình nếu chọn phẫu thuật thì chúng ta hoặc là điều trị ở phòng xạ thì người ta thấy hết sức những tai biến này khi mà điều trị để mà điều trị cho cường giáp. Thế đây là anh chị lưu ý. Bây giờ các thuốc tim mạch, khi về vấn đề thuốc tim mạch thì ở đây người ta sẽ cho chúng ta rất nhiều cái loại thuốc. Nếu ốc môn nhiều quá thì dùng kháng giáp, nhịp nhanh nhiều quá thì ta sử dụng ức chế beta, sử dụng ức chế canxi. Đó. Và rung nhị thì ức chế beta, digoxin, amiodarone và chống đông. Rồi tăng huyết áp, ức chế beta, atenolol v.v. Thì anh chị thấy, phi đại thất trái là dùng thuốc gì? Phân số tàu máu con bảo tồn, phân số tàu máu giảm thì chúng ta sử dụng lời tiểu digoxin. Như vậy đây là một cái thuốc mà người ta đưa ra. Nhưng mà trong những trường hợp bệnh nhân bị 3-0 có tình trạng suy tim thì anh chị hết sức lưu ý là khi sử dụng thuốc về tim mạch thì chúng ta đừng quên thăm dò EF. Đấy, đừng quên thăm dò EF. Bởi chỉ EF này, anh chị thấy khi mà nó giảm thì nhiều khi vai trò ức chế beta là trở thành nguy hiểm mà vẫn ưu tiên buộc và lời tiểu và đôi khi vẫn sử dụng digoxin. Mặc dù trong những phần bàn luận thì digoxin có những lúc người ta nên là một số khuyến cáo. Thì đây anh chị hết sức lưu ý. Và trong cơn bại giáp thì đây là những loại thuốc người ta có đề nghị cho chúng ta. Đây bắt đầu P2U, carbimazone, metimazone thì thường đứng sau, propanolol, bisoprolol là ức chế beta chọn lọc, digoxin, rigol vân vân. Thì như vậy chúng ta tùy theo đó mà chúng ta sử dụng trong cơn bão giáp, vì cơn bão giáp nó thường thường làm nặng lên cơn suy tim của bệnh nhân. Và chúng ta cũng cần lưu ý nữa, bệnh nhân thường thường họ được sử dụng rất nhiều loại thuốc và có nhiều loại thuốc sẽ gây rối loạn chức năng tuyến giáp, làm cho chúng ta rất là khó khăn trong chọn thuốc. Ví dụ anh chị thấy khi anh chị sử dụng cortisone, cái loại thuốc mà để chữa rối loạn nhịp, thì anh chị thấy nó thay đổi cái nồng độ TH, T3 và T4. Anh chị dùng lời tiểu nó cũng làm thay đổi T3, T4. Sử dụng propanolol nó cũng thay đổi. Như vậy là chúng ta anh chị hết sức lưu ý là khi sử dụng một số thuốc mà như kê đây thì anh chị phải chú ý một sự rối loạn về hormone T3, T4, TH vân vân, thì anh chị hết sức là cân nhắc để mình là đem xem như tác dụng phụ thuốc hay là như thế nào đó để chúng ta
tiếp tục theo dõi, vân vân. Ở đây là những cái lưu ý. Và cái sự gì người ta chọn ức chế beta là vì là nó liên quan đến cái vai trò của cái enzyme, cái enzyme của deodina. Và trước đây thì người ta thấy sử dụng để giảm T4 thành T3 là sử dụng propanolol, ngoài cái P2U ra thì người ta sử dụng cái này hoặc sử dụng corticoid. Nhưng mà sau đó người ta nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng nếu sử dụng với một liều 160mg một ngày, có nghĩa là chỉ 4 viên một ngày mới giảm nồng độ T4 biến thành T3. Thế trong khi đó là gì? Nó chỉ đạt 30%. Thì cho đó, chính vì vậy hiện nay trong điều trị cái rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh trên thấp hay là nhịp nhanh kịch phát trên thấp, vai trò của ức chế beta mà không chọn lọc thì hiện như là người ta ít quan tâm và người ta chuẩn bị chuyển qua là ức chế beta chọn lọc, là vì những ức chế không chọn lọc này với liều rất cao, thứ hai là bất lợi cho người già, và đồng thời có những người có tình trạng suy tim, có những hài hòa tư thế thì rất là nguy hiểm cho những bệnh nhân này. Ở đây cả lưu ý. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên được là vai trò ức chế beta trên những người mang thai. Thì như vậy chúng ta nhận thấy trong cái các cái thuốc mà của cái hồ dược và thực phẩm Hoa Kỳ thì đề nghị cho chúng ta thấy là chia A, B, C, D, X. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là cái atenolol nó an toàn, không an toàn bằng metoprolol. Là anh chỉ thấy những cái thuốc nào chỉ C là B trở đi thì như vậy chúng ta thấy là hết sức lưu ý. Và anh chị thấy atenolol được điểm D, đây anh chị thấy hết lưu ý. Và cái một số thuốc xếp loại B thì anh chị hết sức lưu ý cho điều này. Nếu mang thai thì anh chị phải xem cái loại này xếp theo B hoặc C. Thì đây là cái lưu ý cho anh chị. Các glucosid trợ tim thì như tôi đã nói, trong phần lớn trường hợp người ta không khuyến khích sử dụng glucosid trợ tim là vì nó có nguy cơ tăng nhiễm độc và nó thân thải rất nhanh, phải dùng liều rất cao. Và như vậy là chỉ trong trường hợp mà suy tim giảm cung lượng thì chúng ta bắt đầu mới sử dụng. Đây là những cái chúng ta hết sức lưu ý. Và đồng thời như vậy chúng ta biết là trong trường hợp bệnh nhân bị ba giờ đầu thì thường hay bị giảm kali máu, thì chính đây là cái yếu tố làm thuận lợi cho bệnh nhân dễ bị nhiễm độc của digoxin. Thì đây là cái lưu ý anh chị. Một số thuốc khác như mà tôi đã trên bài hồi nãy là thuốc amiodarone và thuốc lợi tiểu, vì nó liên quan đến hệ thống renin angiotensin. Đối với bệnh nhân bị phì đại thất trái thì hiện nay người ta đạt được vai trò của ức chế men chuyển đưa vào có chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân bị phì đại thất trái. Thì đây là những cái mà những cái thông tin mà nó có thể là cập nhật cho chúng ta. Vấn đề điều trị rung nhĩ thì người ta thấy là vấn đề điều trị rung nhĩ này thì nó phải tùy thuộc rất nhiều yếu tố, chứ không phải là luôn luôn nó hiệu quả. Với tuổi trẻ không có suy tim, không có bệnh lý tim mạch, thời gian mắc bệnh ngắn, huyết áp bình thường, bình giáp nhanh cho kháng giáp, thì thường cái này nó chuyển qua nhịp xoắn rất nhanh. Và một số khuyến cáo thì người ta trong trường hợp rung nhĩ kéo dài thì người ta khuyến cáo chuyển nhịp, nhưng mà người ta vẫn đề nghị chúng ta phải sử dụng bình giáp trước khi chuyển nhịp. Đây là cái lưu ý. Một vấn đề khác nữa là chúng ta điều trị chống đông. Trong điều trị chống đông thì chúng ta cùng lấy những guideline của SARS-CoV-2 của bên chỗ tim mạch thì chúng ta đưa vào để bệnh nhân có nguy cơ đối với thang điểm trên 2 và trên 3 độ nam và nữ thì chúng ta có sử dụng thuốc vào đây. Và trong quá trình chống đông đó thì người ta sử dụng thêm một thang điểm và để xem cho nguy cơ xuất huyết heart bleed. Đây là lưu ý. Như vậy chúng ta thấy một bệnh nhân 3 giờ đâu, chúng ta không dừng lại ở cái chỗ cường giáp, nhiễm độc giáp, mà bây giờ chúng ta qua vấn đề rối loạn đông máu, rối loạn nhịp, phì đại thất trái, rồi suy tim vân vân, rất là phức tạp. Đây. Và trước đây thì người ta hay sử dụng aspirin trong rung nhĩ, nhưng mà bây giờ người ta thấy khi sử dụng aspirin thì nó làm gia tăng cái nồng độ hormone giáp tự do, thì làm nguy cơ của tình trạng tim mạch, và dùng warfarin thì nguy cơ xuất huyết trong nhiễm độc giáp. Thì như vậy hiện nay warfarin và aspirin người ta sẽ không đưa vào trong điều trị rối loạn rung nhĩ của bệnh nhân, và sử dụng các thế hệ mới hoặc là dùng thuốc chống đông đường uống, và hoặc là thế đây chúng không thế hệ mới. Như vậy chúng ta thấy và không phân đoạn
Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy cái vai trò COVID. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân nó tái phát lại bệnh nhân tình trạng viêm tuyến giáp cấp, rồi tái phát lại tình trạng cái từ miệng. Thì do đó tôi đề nghị anh chị khi một bệnh nhân mà bị COVID mà có bệnh lý tuyến giáp thì anh chị phải nhớ cho tôi hai điều: phải làm ngay kháng thể, phải làm ngay TR. Là vì nếu làm ngay TR thì chứng tỏ lần này nó bị viêm tuyến giáp rất nặng, nó phóng thích ốc môn giáp, thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng thuốc kháng giáp thận trọng. Nhưng mà tái lại cái antibody nó càng cao thì đây là một sự tái phát của tình trạng nhiễm độc giáp cho bệnh nhân 3 giờ đô. Thì như vậy là khi sử dụng chúng ta hãy rất lưu ý, vì chúng ta thấy là COVID là vì một trong những cái thủ thể của ACE2 là nó tái tuyến giáp thì nó làm cho bệnh nhân bị nhiễm độc giáp trở lại. Thì đây là lưu ý anh chị. Và cái trong trường hợp này chúng ta đừng quên làm TR và anti của tê thác. Đây là cái lưu ý cho anh chị. Đây là những cái lâm sàng đáng nhớ. Thế anh chị thấy như vậy bệnh nhân vào một ngày 10 tháng 10 năm 98 đó là, và đến ngày 10 một năm sau thì quả tim nó trở lại bình thường. Thế anh chị thấy chúng ta điều trị tốt đẹp đó là. Rồi có những bệnh nhân ngày 25 tháng 10 anh chị thấy và đến ngày 7 tháng nửa tháng sau chúng ta điều trị thì tim nó trở lại bình thường rất là ngoạn mục. Và đây một trường hợp một bệnh nhân vào viện khó thở đó, anh chị thấy là vì một tình trạng cái và nồng độ ốc môn giáp rất cao đó, và bệnh nhân này là được sử dụng lời tiểu morphine dexamethasone P2 và sau đó là rung nhĩ được chuyển sang bằng điều trị một số thuốc. Thì như vậy là sau lâm sàng được cải thiện một năm sau thì bệnh nhân thấy phân sóc tổng máu là trở lại bình thường. Một bệnh nhân khác thì anh chị thấy vào đây một suy tim là suy tim rất nặng, và bệnh nhân này là đã được sử dụng rocephin, carbimazone, hydrocortisone và propanolol là, và đặc biệt là người này ERF chỉ 20% anh chị nè, 20%, và sau khi sử dụng 1 mg propanolol bệnh nhân huyết áp từ 110 choáng xuống còn làm 50 quen choáng và bệnh nhân tử vong. Ở đây là cả lưu lượng anh chị. Do đó khi sử dụng các bệnh nhân suy tim hoặc bệnh nhân rối loạn nhịp thì tôi khuyên anh chị trước khi sử dụng ức chế beta thì anh chị phải luôn luôn kiểm tra cái chỉ số ERF, hết sức lưu ý. Ở đây là lưu ý. Và đây là một cái bệnh nhân khác, là bệnh nhân cũng là có tình trạng rung nhị. Và cái bệnh nhân này vào viện với thang đột quỵ 7 điểm, và thì là bệnh nhân đây là sau khi chụp CT thấy bình thường, và sau đó là bệnh nhân vào và rơi vào tình trạng nặng lên và chụp MRI thì thấy chụp CT bình thường, sau đó chụp MRI thì thấy vấn đề nhồi máu não. Thế anh chị thấy cơ. Như vậy là nhưng trong giai đoạn sớm anh chị chụp CT nó không thấy gì, mà anh chị nên chụp MRI, và sau đó bệnh nhân này được điều trị thì theo cái hướng của cái nhồi máu não cấp thì bệnh nhân là có hiệu quả. Và tóm lại thì như vậy chúng ta thấy biến chứng tim ở trên bệnh nhân là một biến chứng đáng kể với những cái bệnh lý bệnh cơ tim phì đài, nhà rung nhị, tăng huyết áp, tăng áp phổi, và nó tôi nhắc lại nó liên quan đến FT3 và liên quan đến kháng thể kháng giáp, có thể xảy ra ở bệnh nhân trẻ là hoàn toàn không có bệnh lý tim mạch, và cái này càng tăng tử vong và những người mắc bệnh muộn và có bệnh đi kèm. Và chúng ta phải lưu ý là tỷ lệ hồi phục nếu mới sẽ tốt nếu chúng ta bệnh 3 giờ đô được điều trị đặc hiệu. Và chính vì vậy vấn đề chẩn đoán sớm, điều trị nhiễm độc sớm rất quan trọng để ngăn ngừa phát triển bệnh cơ tim nhiễm độc giáp. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các đồng nghiệp, và mong sự được đón nhận các câu hỏi của các bạn trong phần tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã lắng nghe.